Xin kính chào quý vị anh chị và các bạn, mình là Lan Đoàn, giám đốc sàn kinh doanh công ty đất xanh miền Nam. Hiện tại mình đang đứng ở dự án Viva Park ở khu du lịch trong khu du lịch Thác Giang Điền, Tràng Bom, Đồng Nai. Thì hiện tại đây là cái mình đứng ở trước cửa của nhà điều hành của dự án. Đây là một khu dự án rất là đẹp luôn, không khí ở trong lành, ở trên một cái khu đồi cao giống như là ở Đà Lạt luôn. Và mình đang triển khai xây một loạt tức là những cái căn nhà phố một trệt hai lầu và những cái biệt thự liền kề. Đã. Dự án này thì cũng được Đất xanh miền Nam giới thiệu ra thị trường khá lâu rồi, và từ cái lúc mà chưa có xây dựng gì cả, bây giờ đang xây dựng một loạt rất là đẹp luôn. Thì hiện tại hàng chủ tư vẫn còn. Đã. Và sắp tới bên mình lại tiếp tục giới thiệu ra thị trường những cái sản phẩm này. Rất là nhiều khách hàng đã sở hữu ở đây và cũng còn nhiều cơ hội với khách hàng sở hữu ở đây ạ. Có những khách hàng mua từ khi mà dự án chưa có hình thành đến bây giờ thì đã lên rất là đẹp rồi ạ. Dạ. Bây giờ mà anh chị đến là có thể mình mua những nhà giao rồi luôn. Giá cả rất là phải chăng. Nó chỉ đang quanh cỡ khoảng dao động xung quanh 2 tỷ một căn thôi. Nhà cực kỳ đẹp luôn. Ở đây thì đảm bảo tiêu chuẩn về nghỉ dưỡng luôn ạ. Dạ. Thì có rất là nhiều những cái thông tin về dự án Viva Park cũng như là phương thức thanh toán, giá rồi vay ngân hàng vân vân. Quý vị anh chị và các bạn quan tâm đến dự án đẹp như Viva Park thì hãy liên hệ với Lan Đoàn theo số điện thoại 0936 952636, 0946072678. Anh chị và các bạn hãy like kênh của Lan Đoàn, hãy đăng ký kênh của Lan Đoàn, đã subscribe á, mình sẽ nhận được những cái thông tin mới nhất về tất cả dự án ở trên thị trường cũng như dự án mà đã triển khai. Xin cảm ơn.